Huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia nói về màn đấu võ thể lực của các cầu thủ với U23 Thái Lan. Thưa quý vị, U23 Indonesia đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với hai trận đấu tệ hại ở vòng bảng, qua đó đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-1 để giành vé vào chơi trận chung kết U23 Đông Nam Á với U23 Việt Nam. Đáng nói, ở trận đấu này, cả Indonesia lẫn Thái Lan đã có nhiều tình huống quyết liệt trên sân. Bên ngoài đường biên, cả hai vị huấn luyện viên hai bên đều lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến những pha va chạm này. Phát biểu tại buổi họp báo sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết: "Thực sự, tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ, đối thủ chính là đồng nghiệp của mình. Đây là công việc, các cầu thủ không được chơi bạo lực. Tuy nhiên, sự máu lửa cũng là điều rất quan trọng trong bóng đá." Dẫu vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có thể mỉm cười khi đội nhà giành quyền vào chơi trận chung kết. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã chơi tốt trước chủ nhà, tôi trân trọng màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay.